P-Network là cơ hội vàng cho người lao động. Bạn là người lao động, bạn đang tìm kiếm một cơ hội kiếm thêm thu nhập. Bạn quan tâm đến tiền điện tử nhưng lại lo lắng về tương lai của thị trường tiền điện tử. Nếu vậy thì P-Network sẽ là một cơ hội mà bạn không nên bỏ qua. P-Network là một cái dự án tiền điện tử mới sử dụng một phương thức khai thác mới dựa trên một cái thuật toán đồng thuận Stellar Consensus Protocol, hay viết tắt là SCP. Thì SCP sẽ không yêu cầu người dùng phải đầu tư vào phần cứng đắt tiền như các cái dự án tiền điện tử khác, mà chỉ cần sử dụng cái điện thoại di động để đào. Với P-Network, bất kỳ ai cũng có thể đào tiền điện tử một cách miễn phí. Điều này có nghĩa là những người lao động có thu nhập thấp và họ không có kiến thức nhiều về công nghệ hoặc không có khả năng đầu tư vào tiền điện tử vẫn có thể tham gia vào cái thị trường này được. Vậy P-Network có gì đặc biệt mà lại thu hút được sự quan tâm của đông đảo người lao động? Thứ nhất, P-Network có thể đào được bằng điện thoại di động. Đây là một cái cuộc cách mạng và nó thể hiện cái sự ưu việt của dự án P-Network. P-Network là một cái dự án được đánh giá là thế hệ coin thứ 3, và cái việc khai thác bằng P-Coin bằng điện thoại di động là một cái dự án tiên phong và dự án đầu tiên trên thế giới mà bạn có thể khai thác được P bằng cái điện thoại di động thông minh. Đây là một cái ưu điểm lớn của P-Network so với các cái dự án tiền điện tử khác. Với P-Network thì bạn chỉ cần tải cái ứng dụng P-Network trên điện thoại di động và đăng ký tài khoản. Sau đó thì hàng ngày bạn chỉ cần vào ứng dụng và ấn vào cái biểu tượng tia sét là cái quá trình khai thác P của bạn đã được kích hoạt. Thứ hai là P-Network không yêu cầu đầu tư xét trên một cái khía cạnh về tiền bạc. Còn dĩ nhiên để mà đào được P thì các bạn vẫn phải đầu tư về thời gian. Nhưng cái khoản đầu tư này theo mình quan sát thì nó không là đáng kể. Mỗi ngày bạn chỉ cần bỏ từ 2 cho đến 5 giây thôi là bạn có thể kích hoạt được một phiên khai thác để tích P vào trong ví của các bạn rồi. Vậy để đào được P thì bạn không cần đầu tư vào bất kỳ cái khoản tiền nào để mua máy đào đắt tiền như là Bitcoin hay là Ethereum. Bạn chỉ cần dành một chút thời gian mỗi ngày, như mình vừa nói, từ 2 đến 5 giây để vào ứng dụng và ấn vào cái biểu tượng tia sét. Thế là bạn đã có P tích lũy ở trên app đào. Tiếp theo, thứ ba là P-Network có tiềm năng phát triển lớn. Hiện nay thì đã có hơn 40 triệu người trên toàn thế giới đang tham gia vào cái dự án đào P-Network. Như vậy là một cái con số khá là tiềm năng và khổng lồ với một cái dự án còn non trẻ như là P-Network. Dự án thì vẫn đang được tiếp tục phát triển rất tích cực và sẽ sớm được ra mắt Open Mainnet trong thời gian tới mà thôi. Với những cái ưu điểm nêu trên của P-Network thì có thể coi đây là một cái cơ hội vàng cho người lao động. Nếu bạn là người lao động, bạn hoàn toàn có thể đào P-Network để kiếm thêm thu nhập. Bạn chỉ cần làm theo các bước sau như mình trình bày ở phía trước. Đây mình sẽ nói lại một lần nữa để các bạn có một cái nhìn tổng quan nhất. Thứ nhất là các bạn hãy phải có một cái chiếc điện thoại di động thông minh và các bạn vào tải cái ứng dụng P-Network ở trên chính cái điện thoại đấy. Thứ hai là bạn đăng ký cái tài khoản đào P bằng số điện thoại và các bạn sẽ tạo một cái mật khẩu cho riêng cái app đào. Thứ ba là các bạn nhớ xác minh cái số điện thoại đấy ở trên app đào để đảm bảo an toàn cho tài khoản đào P. Xác minh được cái số điện thoại trên app đào P đấy, bạn sẽ có cơ hội phục hồi được tài khoản đào P nếu mà các bạn chót quên mật khẩu. Thứ tư là tham gia vào các cái hoạt động ứng dụng ở trên cái mạng của P-Network để tăng được cái tốc độ đào P. Và kết luận lại là P hấp dẫn như vậy thì tại sao chúng ta không thử đào P, phải không các bạn, để có thể kiếm thêm thu nhập. Ok, xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo của kênh Invest TV.